Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tin đóng ngày 20 tháng 10 năm 2022 của bay Việt ngữ đã cho tự do Có những nội dung chính sau đây Mời quý vị cùng theo dõi Tự do Internet 2022 Nga tục điểm nghiêm trọng nhưng vẫn hơn Việt Nam Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sắp đến Việt Nam Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt tại Ukraine giữ an toàn Phú Yên Công an nói người bị tạm giữ treo cổ tự tử, gia đình không nhận thi hài. tổ chức Freedom House hôm 18 tháng 10 công bố báo cáo mang tên Freedom on the Net 2022, tự do trên mạng 2022. Quốc gia độc đảng ở Đông Nam Á tiếp tục bị liệt vào nhóm không có tự do Internet với điểm số 22 trên thang điểm 100 là tự do hoàn toàn. Cụ thể, Việt Nam có 12 điểm ở mục những trở ngại tiếp cận, 6 điểm ở mục giới hạn nội dung và 4 điểm ở tiêu chí những vi phạm quyền của người sử dụng. Hai số trong số 70 quốc gia được khảo sát có điểm số cải thiện trong năm 2022. Trong khi đó, Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ so với năm ngoái. Bốn quốc gia theo sau là Cuba 20, Iran 16, Myanmar 12 và Trung Quốc 10. Trong khi đó, với việc chính quyền Putin kiểm duyệt tin tức về cuộc xâm lược ở Ukraine, chỉ số tự do Internet của Nga tụt từ 30 trong năm 2021 xuống còn 23 trong năm nay. Bình luận về điều này, ông Trịnh Hữu Long, tổng biên tập luật khoa tạp chí, người có đóng góp vào bản báo cáo của Freedom House, nói với đẩy ai chu tự do qua tin nhắn. Về điểm số, đúng là Việt Nam dậm chân tại chỗ, nhưng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy chính phủ ngày càng quản lý Internet chặt hơn, kiểm duyệt nội dung trên mạng gắt gao hơn, bỏ tù và phạt hành chính nhiều người hơn, với mức phạt cao hơn Ông Long cho rằng điểm số của Việt Nam giữ nguyên so với năm ngoái, mặc dù trên thực tế tự do internet tệ đi. Tuy nhiên, có lẽ tình hình chưa tệ đến mức có thể hạ điểm của Việt Nam trong nhiều tiêu chí xuống ngang với Trung Quốc. Theo Framehouse, nhà chức trách Việt Nam thiết lập một hệ thống lọc nội dung hiệu quả. Việc kiểm duyệt thường nhắm vào các blog hoặc trang web nổi tiếng có nhiều người theo dõi, cũng như nội dung được coi là đe dọa đến sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm thảo luận về bất ổn xã hội hoặc bất đồng chính kiến động cho nhân quyền và dân chủ và chỉ trích chính phủ ở biên giới và các tranh chấp ở biển đông với Trung Quốc. Ông Trịnh Hữu Long đưa ra dự báo Việt Nam đang đi theo mô hình độc tài kỹ thuật số của Trung Quốc, mặc dù còn xa mới đạt được năng lực kiểm soát internet như Trung Quốc. Một chuyên gia bảo mật internet ở Việt Nam giấu tên vì lý do an ninh cho rằng cách tốt nhất để có thể cải thiện tình hình là từng bước nâng cao ý thức bảo mật của người dùng internet, rồi từ đó họ sẽ tự hiểu được quyền riêng tư của họ có ý nghĩa ra sao. Nếu mỗi người biết cách tự bảo vệ tốt không gian quyền riêng tư của mình thì sẽ có thể tự thúc đẩy được tự do internet. Chính phủ Việt Nam là một trong ít nhất 50 năm nhà cầm quyền trên thế giới áp dụng chính sách điều tra, bắt giữ và kết tội những người đưa lên mạng xã hội những bài viết của họ. Từ đầu năm đến nay có ít nhất 40 nhà hoạt động và facebooker bị bắt hoặc bị kết án. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10 tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho báo chí biết tin này tại họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 20 tháng 10. Chuyến thăm được cho biết diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc và Việt Nam vừa hoàn thành vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 ông Antonio Guterres sẽ gặp các lãnh đạo Việt Nam bao gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Lần gần đây nhất một tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến thăm Việt Nam là vào tháng 5 năm 2015, khi ông Ban Ki-moon là tổng thư ký tổ chức này. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 20 tháng 10 khuyến cáo người Việt còn lại tại Ukraine giữ an toàn và thường xuyên giữ liên lạc với đại sứ quán. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện còn khoảng 500 người Việt tại Ukraine, trong khi chiến sự giữa Ukraine và Nga vẫn tiếp diễn. Tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt tại Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Tu Hằng nói: "Chúng tôi luôn theo dõi sát, quan tâm và giám sát tình hình tại Ukraine, chú trọng công tác bảo hộ công dân." bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở khu vực này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương vong của người Việt nào tại Ukraine. Bà Hằng cũng cho biết Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng để nắm tình hình, cử cán bộ trao đổi với chính quyền sở tại để tiếp nhận thông tin và kịp thời hỗ trợ bà con, đề nghị chính quyền sở tại có biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở Ukraine. Theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào đầu cuộc chiến khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, số người Việt ở Ukraine là khoảng 7.000 người. Phần lớn những người này sau đó đã sơ tán sang các nước láng giềng. Ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Phú Yên ra thông cáo báo chí xác định việc một người đã treo cổ tự tử trong nhà tạm giữ của Công an thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, hôm 18 tháng 10 vừa qua. Tuy vậy, gia đình nạn nhân không chịu nhận thi hài người thân. Cụ thể, theo thông cáo báo chí, người tự tử có tên là Đào Bá Phi, 38 tuổi, bị cáo buộc đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy từ tháng 9 năm 2022 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022 trên địa bàn Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông Đào Bá Phi bị công an tạm giữ vào ngày 16 tháng 10 năm 2022 về hành vi trộm cắp tài sản Công an cho biết ông Phi hoàn toàn khỏe mạnh, theo kết quả khám sức khỏe tại nhà tạm giữ vào ngày 16 tháng 10. Ông Phi cũng đã gặp cha của mình là ông Đào Bá Cường vào cùng ngày. Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí, vào khoảng 5 giờ ngày 18 tháng 10, người bị tạm giam cùng ông Phi phát hiện ông Phi đang treo cổ trong phòng giam. Ông Phi được cấp cứu sơ bộ và đưa đến Trung tâm Y tế Thị xã Đông Hòa nhưng không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm được công an thông báo là quanh cổ của Đào Bá Phi có rảnh hằng và xe xét da không khép kính dài 41cm, hướng từ dưới lên trên, từ phải qua trái. Ngoài ra, không phát hiện có dấu hiệu thương tích và thương tổn gì trên người. Tuy nhiên, trên mạng Facebook và TikTok đang lan truyền video truyền trực tiếp từ gia đình nạn nhân cho thấy, người nhà nạn nhân phải đối kết luận của công an và cho rằng cơ quan chức năng đang, đang bóp béo sự thật. Một video trên TikTok cho thấy, gia đình nạn nhân chỉ nhận được giấy báo khẩn cấp ông Đà Bá Phi vào ngày 20 tháng 10 từ bưu điện trong khi theo thông báo của công an thì ông Phi đã chết từ ngày 18 tháng 10. Người về nạn nhân trong video được đăng tải trên Facebook đã tập trung đến đầu công an để đòi người trước đó nhưng không được. Họ cho rằng ông Đào Báo Phi đã bị công an đánh chết. Theo thông cáo báo chí từ cơ quan công an, phía công an đã đề nghị gia đình dẫn thi hài ông Đào Báo Phi sau xét nghiệm tử thi để mai tán, nhưng gia đình từ chối nên công an đã tổ chức mai tán. vừa rồi là một số tin tức lưu mặt của ngày hôm nay cảm ơn phần theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai cũng ngay trên kênh youtube và facebook của bài tiện ngữ đã cho Thời do xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an